DK Hanwha Esports đi chung kết thế giới ở vị trí slot 1, slot 2. Và T1 với Genji sẽ phải xuống slot 3, 4 vì điểm nhóm giải. Dự đoán ngày mai. Ngày mai thì mình đang chọn là Hanwha thắng. Nếu mà anh em đang hỏi dự đoán kết quả trận ngày mai mình làm trận đó luôn á. Ngày mai mình sẽ làm trận KT với lại Hanwha luôn. Thì mình đang nhận định là mình nghĩ Hanwha thắng. Cầm 500 củ đầu tư một đội eSports được không anh? Tùy môn nha em. 500 củ em không làm được gì ở trong VCS hết. 500 triệu em có thể kiếm các môn thể thao eSports khác. Nhưng mà 500 à, bây giờ 500 triệu chắc bây giờ chơi được FIFA. Chỉ là liên minh liên quân là khó rồi đó. Liên quân thì tại vì thật ra liên quân tại vì mình thì không nắm được, nhưng mà tại mình nghĩ là liên quân hiện tại là cái việc đầu tư liên quân bây giờ nó cũng hơi trễ rồi. Nó cũng ổn định rồi. Cho nên là 500 triệu bây giờ chắc là may đầu tư đội FIFA. Secret có Hatmet và Hero thì ai sẽ giành quyền đánh giá? Đánh chính hả? Đánh chính thì nó cơ bản là nó sẽ phụ thuộc vào chuyện là trend. Thật ra mình nghĩ là cái mục tiêu của Secret khi lấy Hatmet về là coi như là một công đôi chuyện, hai thằng có động lực với nhau. Đặc biệt là thực ra đường trên là một vị trí mà mình nghĩ là cái chuyện mà thay ra thay vô không thành vấn đề, tại vì nó không yêu cầu một cái sự ăn ý với lại phần còn lại của đội quá nhiều, cho nên cái việc thay ra thay vô đường trên nó rất là dễ. Thì mình nghĩ mục đích của Secret thì đơn giản là vô đánh thằng nào đánh tốt hơn thì thi đấu nhiều thôi. Mà bây giờ thì làm sao biết được. Bây giờ đang trong cái giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải thì đâu biết thằng nào trend tốt hơn đâu. Giờ các bạn hỏi mình. Nhưng mà thường thì một thằng tân binh sẽ được ưu tiên sử dụng trước. Tại vì nó là một cái làn gió mới. Khả năng ban đầu một số trận đầu thì chắc chắn Hatmet sẽ đánh trước. Sau đó tùy kết quả thì Hero có được trở lại không, đó là chuyện của Hero. 500 triệu đầu không được đầu tư được game nào, đúng rồi. 500 triệu bây giờ mình tính cho các bạn nha. Bây giờ để mình vẽ cho các bạn là các bạn đầu tư một team eSports là các bạn cần cái gì nè. Đầu tiên ha, là các bạn sẽ phải thuê một cái căn nhà để làm gaming house. Các bạn ăn sổi đến mức nào á thì ít nhất các bạn cũng sẽ phải kiếm một căn nhà mà các bạn phải ký hợp đồng 1 năm. Và hợp đồng 1 năm bây giờ các bạn phải cọc trước là ít nhất là 2 tháng. Ok, nếu như bạn làm team eSports mobile không cần chỗ để máy tính nhiều thì nó vẫn sẽ phải là một căn chung cư tương đối lớn, ít nhất cũng phải là 3 phòng. Thường mình phải hoặc là phải thuê luôn cái căn một cái căn nhà full. Thì giá rẻ nhất ở các khu vực nhẹ nhàng các bạn phải tốn 25 triệu một tháng cho tiền thuê nhà. Các bạn trả tiền thuê nhà xong các bạn đặt cọc một tháng thì các bạn đùng một cái các bạn sẽ bay mất đi khoảng chừng 75 củ cho cái việc là đặt cọc chỗ thuê nhà. Rồi thuê nhà thì mình không biết là nhà có sẵn đồ đạc gì hay không, nhưng mà vô thì các bạn cũng phải tốn thêm nhẹ nhàng nữa để cái nhà đó nó sống được, thì các bạn cũng chắc phải bỏ thêm chắc phải 40 tới 50 triệu nữa để cho những cái vật dụng này nọ các thứ hoặc là sửa sang lại. Thôi coi như coi chẳng là các bạn mất 100 triệu nhẹ nhàng cho cái tiền nhà đi. Vậy ha. Sau đó thì cái lực lượng nhân sự để vận hành một team thì các bạn sẽ cần ít nhất là, nếu như các bạn tính các bạn là nhà đầu tư, các bạn không tham gia gì vào việc vận hành team một cách trực tiếp hết, thì các bạn sẽ cần một thằng quản lý, các bạn cần một thằng huấn luyện viên, coi như là một cái team cùi luôn, không có ý định làm media khoảng thời gian ban đầu luôn. Bắt thằng quản lý làm media thì ít nhất có hai thằng đó. Rồi một đội eSports thì bây giờ cho là 5 thằng hoặc 6 thằng đi. Đó, các bạn vừa mất 100 triệu cho cái tiền chuẩn bị cho việc ở rồi đúng không? Sau đó thì các bạn mỗi tiền ăn mỗi tháng cho 7-8 thằng như vậy, nhiều chứ. 500 triệu không đủ đâu. 500 triệu các bạn xác định là chỉ làm được một mùa giải 3 tháng. 500 triệu làm một mùa giải 3 tháng không đủ nữa.
Anh có nghĩ Flash năm nay làm được bất ngờ không? Mình sẽ đánh giá Flash là ngựa ô. Tức là mình nghĩ Flash có thể khiến cho nhiều người bất ngờ. Có thể Flash sẽ leo lên được tầm là hạng 4, hạng 5 gì đó. Nhưng mà đó cũng là một cái kết quả sẽ, nếu như nó xảy ra thì nó vẫn sẽ là bất ngờ với nhiều người. Nhưng mà mình nghĩ là cao lắm của Flash thì ngay mùa này chắc mình nghĩ mới dừng lại ngựa ô thôi, chứ chưa thể nào gọi là làm nên chuyện lớn được. Chuyện lớn ở đây là gì? Chuyện lớn là cạnh tranh đi chung kết thế giới. Thì mình nghĩ là tỷ lệ rất thấp. Nhưng nếu như để đặt mục tiêu là vào playoff thì Flash có thể đặt cái mục tiêu đó. Mình nghĩ bây giờ chắc SBTC, sau mùa chuyển nhượng vừa rồi em từ SC con sang làm cá voi con. Mình nghĩ sau mùa chuyển nhượng vừa rồi chắc SBTC là mất đi chắc cũng phải ít nhất là 50% người theo dõi. Hôm bữa mình tính là bao nhiêu ta? Hôm bữa mình tính là 30 đúng không? Mà mình biết thật sự là phải 30 không? Tại vì nhiều khi fan nó thấy no hope quá, nó cũng nó dọn đi bớt nữa. Hôm bữa mình tính là thằng Đơ, lúc mà thằng Đơ đi là mất phải 30%. Bữa giờ cái fanpage của BDC có tương tác gì, có bot gì không? Tình hình tương tác như nào? Nhưng mà các bạn phải tính như thế này nè, fan của BDC phần lớn vẫn là fan của Ba Rọi. Và cho tới khi nào mà Ba Rọi vẫn còn gắn bó với lại FBTC á, thì mình nghĩ FBTC vẫn giữ được phần lớn cái số fan của mình. Nói 50% thì nó hơi quá. Nói chung là Ba Rọi còn gọi là ủng hộ FBTC thì FBTC vẫn nhiều fan. Thì mình nghĩ là tới mùa hè này vẫn vậy thôi. Ok, bây giờ Ba Rọi đã bây giờ gọi là hợp tác thôi chứ không còn đứng đằng sau nữa. Nhưng vấn đề là ví dụ như cái Ba Rọi bật stream lên coi Ba Rọi ủng hộ đội nào, Ba Rọi ủng hộ FBTC đúng không, thì fan FBTC vẫn có thôi. Mai mấy giờ khai mạc? Lịch LCK mùa này không có thay đổi nha anh em. Các ngày trong tuần từ thứ tư cho tới thứ sáu bắt đầu lúc 3 giờ chiều, các ngày cuối tuần bắt đầu lúc 1 giờ cuối tuần, tức là thứ bảy chủ nhật. Ban danh ra sao về KBOTT một mùa hè này còn ao trinh ca LCKK? Đó 302 nha. Đó, mấy câu này các bạn có cảm giác là nó đang 77 mình không? Đang gài gài không? Cặp bot T1 đang out trình. Donate hỏi này nó hơi gài gài không? Gài, tự gài content không? Nhưng mà lỡ mình cũng phải trả lời thôi. Tại vì thực ra mà nói thì trong khoảng thời gian gần đây khi mà nói về đi đường ở tại LCK thì không có cặp bot nào LCK có thể đương cự lại với lại gọi là cạch lại với lại Gumayushi với Keria cả. Đặc biệt là trong thời gian này khi mà nhìn vào cái meta đường dưới nó không có gì thay đổi, thì đặc biệt là trong cái meta ở thời điểm hiện tại nữa là tiếp tục là bộ tướng của Gumayushi đúng không? Hai con tướng đang được chọn nhiều nhất đó chính là Jin với lại Aphelios. Tình hình như hiện tại thì mình nghĩ là tiếp tục là câu chuyện của cặp bot T1 ở đường dưới là thống trị nữa rồi, không có gì thay đổi. Anh luôn nghĩ sao về việc Teddy comeback LCK? Mình nghĩ cái này là một cái điều để mình nói chút xíu về vụ thằng Teddy về Lip Sandbox nè. Nó rất là, mình đang rất là băn khoăn về cái lựa chọn này. Nam giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. A nghĩ Canyon, Warner và Peanut thì thời prime của ai đỉnh cao nhất? Nó bết nữa kìa. Nó bắt mình so sánh Warner với Canyon, Bram kìa. Bram thì nói một cách đơn giản, dùng cúp để đánh giá thì Bram của Canyon là vô địch thế giới, Bram của Warner là vô địch LCK, Final MVP. Bram Peanut cũng chỉ dừng lại ở MSI để coi đợt đó. Ừ, cho nên là Canyon Bram cao nhất. Đang nói vụ Lip Sandbox lấy Teddy về nó rất là mâu thuẫn ở chỗ này nè. Vấn đề của Lip Sandbox là gì? Vấn đề của Lip Sandbox là không biết đánh lay game. Thì ok, Teddy cung cấp kinh nghiệm đánh lay game cho Lip Sandbox. Nhưng cái ngược ngạo là như thế này, là thành công của Lip Sandbox xây dựng trên việc đánh láo trong 15-20 phút đầu. Lối chơi của nó là đánh đột biến trong 15-20 phút đầu để lấy lợi thế. Thì bây giờ lấy Teddy về thì mình không biết là nó có còn cái lối chơi đó ở trong khoảng thời gian ban đầu hay không. Nó, cái nền tảng của nó là đánh mạnh ở trong khoảng thời gian ban đầu để tạo đột biến.
Nhưng mà Teddy thì phải đánh an toàn để tới được giai đoạn sau. Cho nên là mình đang thấy là mình không biết là cái này nó sẽ thay đổi lối chơi của Luxembourg như thế nào. Tại vì nó sẽ nhiều khi là lại Teddy về xong mà không đánh, giờ không còn đánh early game nữa, không đánh early game nữa, nhiều khi không lấy được lợi thế luôn. Nói chung là nó cũng hơi khó đoán một tí. Thì để coi clip Sandbox sẽ làm cái gì. Để coi clip Sandbox sẽ làm thế nào. Đây là một cái trường hợp khá là thú vị về bổ sung nhân sự. Nhưng mà bây giờ cái meta hiện tại là muốn đánh lay cũng không được anh em. Mình nói rất là nhiều rồi đó, tại vì cái thời gian của game á, nói chung là Riot quyết định được thời gian trung bình của một game đấu. Và ở thời điểm hiện tại thì thời gian trung bình của game đấu nó sẽ tầm 30 phút tới 35 phút là con số trung bình. Nó sẽ dao động qua lại, dù là trung bình như 32 thì nó sẽ xuống 30 lên 35. Chứ rất là khó để các bạn có thể lên dài hơn con số đó. Hiện tại thì cái game nó được thiết kế để nó kéo dài ở tầm đó thôi. Thường xạ thủ tới món thứ 3 là tỷ lệ cao là end game rồi. Mà bây giờ xạ thủ có khả năng lên được món thứ 2 cũng khá là sớm. Phút 20 có thể lên được 2 món, 21 có thể lên được 2 món. Nên là bây giờ rất là ít. Các bạn để ý thấy các mùa giải gần đây rất là ít có những trận đấu có thể lên tới con số 50. Gần như là không còn nữa. Dài lắm mới được 30-40 phút là cao. Đúng chính xác bây giờ lay game là 35 phút á. 35 phút gọi là lay game rồi. Đâu là kịch bản bất ngờ nhất của LCK mùa hè? Kịch bản bất ngờ nhất của LCK mùa hè: DK, Hanwha Esports đi chung kết thế giới ở vị trí slot 1, slot 2. Và T1 với Genji sẽ phải xuống slot 3-4 vì điểm nhóm giải. Tỷ lệ xảy ra rất thấp. Còn nếu mà như bình thường thì mình nghĩ là T1 với Genji vẫn sẽ là hai đội trong top 3. Có kịch bản nào mà T1 không được đi chung kết thế giới không? Tất nhiên các bạn hỏi bây giờ hỏi tỷ lệ thì nó sẽ có, nhưng mà khi mà bạn đã vô địch mùa xuân với lại hạng nhì mùa xuân rồi á thì điểm nhóm giải của bạn rất là cao. Ví dụ như T1 với Genji đi, để đi chung kết thế giới cần làm gì? Genji chỉ cần vô top 2 mùa hè là 100% đi chung kết thế giới, tức là chỉ cần có mặt trong chung kết tổng đi chung kết thế giới. T1 gần như tương tự như vậy, chỉ cần có mặt trong chung kết tổng sẽ đi chung kết thế giới. Còn ví dụ như vào được tới top 4 của mùa hè nữa thì câu chuyện nó vẫn sẽ dựa trên cái kết quả để cộng điểm nhóm giải. Nhưng mà việc mà Genji với T1 không được đi chung kết thế giới, tỷ lệ dưới 5%. Kịch bản bất ngờ nhất VCS mùa hè chắc là game tại slot KTGA nhỉ. Nó sẽ gọi là kinh thiên động địa, đại địa chấn, sự kiện không tưởng để game không được đi chung kết thế giới ở mùa hè năm nay. Top 4 LCK mùa này cũng khó đoán á mọi người. Về cơ bản thì những cái lựa chọn rõ ràng nhất là T1 Genji không nói ha, tại vì nó phong độ của nó rất là đều. Mấy cái chung kết gần đây toàn là hai thằng này đánh. Sau đó thì mình, do là mình vẫn có cảm tình với DK, cho nên mình sẽ đặt DK vào cái một trong bốn slot đó. Còn cái slot cuối hiện tại nó sẽ là câu chuyện giữa KT với lại Hanwha Esports. Thì nó cũng rất là khó đoán, tại vì phong độ của hàng này thì cũng không ai biết đường nào mà lần. Chênh lệch thì mình cũng không có nhiều lắm cảm giác là chênh lệch, tại vì KT sẽ mạnh cánh trên hơn. Nhưng mà cánh dưới của bên phía Hanwha thì mình nghĩ là với Viper thì nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Thì cái slot 4 này mình đang không biết là dự đoán như thế nào, tại vì nó còn phụ thuộc. Cái slot 4 đặc biệt nữa là nó phải đánh một cái vòng gọi là vòng regional, gọi là vòng loại khu vực nữa, cho nên cũng hơi khó đoán. EBL thì thật ra cũng gọi là khó hơn một tí thôi, tại vì nó nhiều đội hơn, nhưng mà cũng sẽ không phải là khó lắm đâu. Tại vì với những gì các đội đang thể hiện thì mình nghĩ rằng gọi là để đoán được hai thằng đứng đầu thì nó cũng không phải là khó. Mình nghĩ cái chuyện mà Jindong tạch chung kết thế giới của EBL thì chắc chắn là cũng không xảy ra. Bilibili hiện tại vẫn khá là ổn. Cho tới thời điểm hiện tại Billy vẫn đang làm tốt. Bây giờ chỉ có cái nhóm dưới bắt đầu là nó sẽ khó hơn một tí, tại vì nó sẽ có nhiều ứng cử viên hơn so với lại LCK. Sau hai thằng đang khá là ổn định thì chúng ta sẽ có tụi Top Esports nè, Weibo nè, Leaning nè, là ba thằng dưới cũng khá cộm cán. Chưa kể là một số mùa giải gần đây thì OMG đang tương đối tốt, đặc biệt là vô playoff đánh cũng khá là sáng. Đó, thì hai slot còn lại thì có tới 4-5 đội vẫn có khả năng cạnh tranh được, mà chưa biết từ giờ tới khi mà đánh playoff của EBL nó như thế nào. Thì nói chung là EBL đúng là khó hơn thiệt, nhưng mà mình nghĩ là thằng Jindong thì có thể chúng ta dễ dàng gọi tên nó cho nó nhanh,
gọi Jin Dong với lại gọi Billy trước thì sẽ là dễ nhanh. EDG, EDG thì đúng cũng có khả năng cạnh tranh, nhưng mà mình nghĩ EDG cạnh tranh một suất đi chung kết thế giới thì cũng được, nhưng mà để cạnh tranh vô địch thì ông không, hơi khó.